Thưa quý vị và các đồng chí, đồn biên phòng Phước Tỉnh hiện đang quản lý khu vực biên giới biển các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với hơn 800 tàu thuyền và khoảng 12.800 thuyền viên. Đây cũng là địa bàn có số lượng tàu thuyền vi phạm để đánh bắt hải sản trên vùng biển chồng lấn và bị các lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ cao nhất trong tỉnh. Khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tỉnh đã có nhiều nỗ lực cùng ngư dân gỡ thẻ vàng thủy sản. Kết quả đáng ghi nhận nhất là số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài 9 tháng đầu năm 2020 ở địa bàn đồn biên phòng Phước Tỉnh quản lý đã giảm 26 vụ so với năm 2017. Buổi tuyên truyền về các quy định pháp luật cho ngư dân của đồn biên phòng Phước Tỉnh Quỳnh Long Điền diễn ra trong không khí nghiêm túc nhưng cởi mở. Các ngư dân được phổ biến giới thiệu rất cụ thể chi tiết những quy định của luật thủy sản năm 2017, nghị định số 42 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu EU về nạn khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Ngoài các buổi tuyên truyền như thế này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tỉnh còn phối hợp ban quản lý các cảng cá đến từng ghe tàu tuyên truyền hoặc tranh thủ tuyên truyền ngay tại các trạm đăng ký tàu thuyền xuất bến. Khi ngư dân vào bờ, cán bộ chiến sĩ của đồn cũng tăng cường gặp gỡ các chủ phương tiện để tuyên truyền trực tiếp, giúp họ cập nhật thông tin văn bản pháp luật. Tôi là ngư dân và phương tiện, chủ phương tiện của Phước Tỉnh thì phải chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, có trách nhiệm phổ biến tài công đánh bắt, có bản nhật ký ghi rõ vĩ kinh độ. Đấy. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng biên phòng Phước Tỉnh đã phối hợp với các ban ngành tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền nâng cao hiểu biết về các khuyến nghị của EC, thu hút hàng trăm ngư dân tham dự, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, nhất là các tàu cá hoạt động xa bờ, duy trì thực hiện việc ký cam kết không khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, không xâm phạm hành lang an toàn dầu khí. Đối với các thuyền trưởng, chủ tàu khai thác xa bờ, kiên quyết không cho xuất bến đối với chủ tàu, thuyền trưởng không thực hiện việc ký cam kết, không chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Các cái luật thủy sản thì nó thường nằm ở trên văn bản giấy tờ, thì để cho đến bà con mà hiểu rõ nhất và dễ thực hiện nhất, thì Bộ đội Biên phòng xây dựng các cái kế hoạch, rồi những cái buổi tọa đàm phối hợp với địa phương, rồi bà con hỏi thì mình trả lời, rồi bà con hỏi là đi biển cần những cái gì thì mình liệt kê ra những cái danh sách cụ thể. Hai nữa là trong quá trình tuần tra kiểm soát thì sẽ trực tiếp là kiểm tra, vừa tuyên truyền và đặc biệt là nhắc nhở bà con để cho bà con biết là hôm nay bà con thiếu những cái giấy tờ này đấy, thì bà con về để chuẩn bị thêm. Hoặc là trước một buổi xuất bến thì là kiểm tra trước cho bà con để tránh trường hợp lúc mà con nước được con nước thì bà con không đi. Nhờ được tuyên truyền sâu sát thường xuyên, ngư dân địa phương khi đánh bắt trên biển tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, tình trạng tàu thuyền bị các nước láng giềng bắt giữ giảm đáng kể. Nếu như năm 2017, địa bàn đồn biên phòng Phước Tỉnh quản lý xảy ra 32 vụ với 49 tàu cá, 370 thuyền viên vi phạm và khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài, thì trong vòng 9 tháng đầu năm 2020 giảm xuống chỉ còn 7 vụ với 10 tàu cá, 67 thuyền viên vi phạm. Cách đây 3 năm, gia đình đã bị cơ quan chức năng của nước ngoài bắt giữ. Lúc đó thì mình bị thiệt hại là thứ nhất mất tàu. Riêng cái tàu không thời vào thời gian đó thì gia đình mua lại với giá 3 tỷ rưỡi. Rồi những người bạn mà mình rước về thì khoảng... tính luôn cả thuyền trưởng là khoảng tầm 300 triệu. Là mình cũng mong rằng các ngư dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hầu như toàn đất nước nên chấp hành theo cái pháp luật của nhà nước Việt Nam mình đề ra đối với ngư dân, vì đây là hoàn toàn mình thấy có lợi. Mặc dù quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản, song theo đánh giá của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Phước Tỉnh, do trình độ nhận thức của chủ tàu, ngư dân và doanh nghiệp buôn bán hải sản còn chưa đồng đều, trong khi các quy định này lại hết sức phức tạp. Vì thế, cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng để tiến tới không còn trường hợp tàu cá vi phạm các quy định khi đánh bắt xa bờ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng
tiếp tục làm tốt cái công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ về ngư lưới cụ, rồi sổ theo dõi nhật ký, rồi phối hợp với ban quản lý cảng cá để theo dõi là cái quá trình theo dõi nhật ký đánh bắt hải sản trên biển. Thứ hai là với các cơ quan khác về chấp pháp trên biển như là cảnh sát biển, rồi kiểm ngư để cảnh báo cho ngư dân được các cái khu vực mà bà còn không lên để chúng ta sang đánh bắt, phải có cái giải pháp thiết thực để bảo vệ được cái nguồn lợi thủy sản trên biển. Thực ra nguyên nhân chính của cái hoạt động mà xâm phạm người nước ngoài bắt hải sản đó là liên quan đến lợi ích kinh tế. Vì đơn giản là hiện nay vùng biển chúng ta là nguồn tài nguyên thủy sản nó cũng đang dần cạn kiệt, nên là chúng ta phải có một cái giải pháp đồng bộ của cả hệ thống chính trị để chúng ta có bảo vệ được nguồn lợi thủy sản. Còn với vai trò của Bộ đội Biên phòng thì là tiếp tục làm tốt ngay từ đầu cái công tác mà trước khi xuất bến phương tiện. Tích cực kịp thời, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Tỉnh đã và đang góp phần giúp ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm hành nghề đúng pháp luật, sớm gỡ thẻ vàng cho thủy sản, để từ đó mỗi ngư dân không chỉ làm giàu cho mình, cho gia đình, địa phương, đất nước, từ biển, mà còn kiên cường vững chãi bám biển khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.